Chào các em, bây giờ chúng ta bắt đầu tiết luyện từ và câu từng 22 với bài mở rộng vốn từ, từ ngữ về loài chim, dấu chấm, dấu phẩy. Mục tiêu của tiết học hôm nay gồm có 2 phần. Thứ nhất, mở rộng vốn từ về chim chóc, biết thêm tên một số loài chim, một số thành ngữ về loài chim. 2. Luyện tập sử dụng dấu chấm, dấu phẩy. Để mở đầu cho bài học ngày hôm nay, chúng mình cùng tìm hiểu về thế giới loài chim qua bài tập số 1. Nói tên các loài chim trong những tranh sau. Ở đây cô có 7 bức tranh tương đương với 7 loài chim. Và các tên của các loài chim này nằm ở bên dưới hình của bức tranh. Bây giờ các con hãy quan sát tranh. Cô sẽ chia sẻ cho chúng mình một số điều thú vị về những loài chim này nhé. Thứ nhất, đây là một loài chim. Đầu có túm lông nhọn như một cái mào. Hai má trắng phía trên mảng trắng là màu đỏ. Hay ăn các quả mềm. À, các con biết đây là loài chim gì không? Tiếp theo, còn đây là loài chim quen thuộc xuất hiện khắp mọi nơi, đặc biệt có ở vùng quê vào những mùa lúa chín. Và loài chim này xuất hiện trong bài về chim với câu hay nhặt lân la. Đố các con đây là loài chim gì? Tiếp theo, đây là loài chim có chân cao, cổ dài, mỏ nhọn, lông thường trắng, sống thành bầy ở gần vùng nước, ăn các loại tôm cá nhỏ. Loài chim này đã đi vào ca dao Việt Nam. Nếu các con đã tìm được, biết được loài chim này là loài chim nào, và khi mà những các con hãy dành nhiều thời gian để tìm hiểu những bài ca dao thật hay về loài chim này nhé. À, còn đây là loài chim săn mồi cỏ lớn, mắt tinh, cánh dài và rộng, bay rất cao và rất xa. Chim có lông đến tận ngón, sống ở vùng núi cao. Đây cũng là loài chim được vinh dự là biểu tượng của nước Mỹ đấy. Cô cũng muốn giới thiệu về một loài chim thú vị nữa. Đây là loài chim có bộ lông màu sặc sỡ, mỏ quặt có thể bắt chước tiếng người đấy con các con ạ. À, bây giờ chúng ta cùng nghe một đoạn clip để nghe những cái chú chim này. Các con thấy chú chim này có thể nói được tiếng người đấy các con ạ. Tiếp theo, đây là loài chim có thân nhỏ, lông thường màu đen, mỏ và chân màu vàng. Thức ăn của chúng là loại hạt thực vật và các loại côn trùng nhỏ. À, còn đây là loài chim các con cũng đã biết về tiết luyện từ và câu ở tuần trước rồi đúng không ạ? Chúng hoạt động vào ban đêm và chúng có đôi mắt to, sáng. Bây giờ các con hãy dựa vào các đặc điểm của loài chim này và ghi tên chính xác các loài chim phù hợp theo từng bức tranh. Ngoài các loài chim trong bài 1, thì các em hãy kể thêm một số loài chim khác vào phiếu bài tập nhé. Trong thế giới loài chim có rất nhiều loài chim khác nhau, nhưng mỗi loài đều có vẻ đẹp riêng. Chúng cất tiếng hó cho chúng ta nghe, bắt sâu bảo vệ mùa màng. Vì vậy chúng ta phải biết yêu quý và bảo vệ các loài chim nhé. Trong cuộc sống hàng ngày, con người thường dùng một số đặc điểm của các loài chim để ví von, so sánh, đặt thành các câu thành ngữ. Bây giờ, các con quan sát dựa vào đặc điểm của các loài chim để hoàn thành 5 thành ngữ dưới đây nhé. Bây giờ chúng ta cùng đọc yêu cầu nào. Bài tập số 2. Hãy chọn tên loài chim thích hợp với mỗi ô trống dưới đây. A. Đen như. B. Hôi như. C. Nhanh như. D. Nói như. E. Hót như. Ở dưới các con sẽ có tên một số loài chim: vẹt, quạ, khứu,
cú, cách. Trước khi làm bài, cô mời các con cùng quan sát các loài chim nhé. Ngoài cú mèo, vẹt, chúng mình vừa tìm hiểu ở bài tập 1, các em cùng quan sát các loài chim còn lại nhé. Bây giờ trên màn hình của cô, đây là loài chim khứu. Khứu là loài rất hay hót. Bây giờ các em cùng cô nghe tiếng hót của khứu nhé. Rồi, còn đây là loài chim cách, được mệnh danh là loài chim rất nhanh nhẹn. Bây giờ các em cùng xem chúng bay nhanh như thế nào nhé. Chúng là hơn 320.000 km/h. Về đặc điểm hình thái, chim cách lớn có chiều dài cơ thể khi trưởng thành nằm trong khoảng hơn 50 cm. Qua các đặc điểm cô vừa giới thiệu, các em hãy hoàn thành các câu thành ngữ phù hợp với đặc điểm của các loài chim. Bây giờ cô xin ví dụ ở câu A nhé. Câu A: đen như. Nói đến màu đen thì ở đây chỉ có con quạ là có bộ lông toàn màu đen, nên ta có câu thành ngữ đen như quạ. Các câu còn lại, các con hãy dựa vào các đặc điểm của chúng để các em hoàn thành các câu thành ngữ nhé. Những câu thành ngữ này nói về đặc điểm của con người khi khen hoặc chê một ai đó. Qua bài 1 và 2 chúng ta vừa tìm hiểu đặc điểm của một số loài chim. Bây giờ chúng ta cùng sang bài tập số 3 nhé. Khi đọc để bài tập số 3, để biết bài 3 yêu cầu chúng ta làm gì, các em cùng đọc yêu cầu với cô nhé. Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả. Sau khi thay ô trống bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy. Ngày xưa, có đôi bạn là Diệp và Cò. Chúng thường cùng ở, cùng ăn, cùng làm việc và đi chơi cùng nhau. Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng. Khi đọc, nếu không có dấu câu, các em thấy có mệt không nè? Vì vậy, trong một đoạn văn bắt buộc phải có dấu câu để... Trong bài có những ô vuông, các em sẽ điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào những ô vuông này. Các em đọc kỹ từng câu. Nếu các em cảm thấy câu đó đủ ý và rõ ràng thì các em sẽ điền dấu chấm. Còn khi nào chúng ta điền dấu phẩy? Dấu phẩy dùng để ngăn cách giữa các từ hoặc cụm từ cùng chức năng. Cô ví dụ như hai từ cạnh nhau chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm thì giữa hai từ đó ta sẽ đặt dấu phẩy. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và làm các bài tập vào trong phiếu. Sau khi làm xong, các em hãy chụp hình lại bài làm của mình rồi gửi qua cho cô để kiểm tra và chấm bài của mình nhé. Cô mến chào các em.